Hôm nay nha, mình sẽ quay vào cái buổi thứ hai là buổi vệ sinh khoang động cơ nhé. Thì để vệ sinh khoang động cơ thì đầu tiên mình sẽ cần xác nhận toàn bộ cái bề mặt, đánh giá toàn bộ bề mặt cái khoang động cơ của cái chiếc xe mình nhận mình làm, xem là cái tình trạng vết bẩn như thế nào. Đánh giá tình trạng vết bẩn để làm gì? Để mình tính toán được là xe nó bẩn hay sạch, để mình tính toán cái tỷ lệ pha dung dịch, sử dụng hóa chất dụng cụ nó phù hợp. Anh nhìn qua toàn bộ là phần bên dưới này, đó nhìn này, đất cát nó rất là nhiều này, đất cát cực kỳ nhiều nhá, đó đây phần bẩn các chi tiết này nó rất là bẩn. Cái thứ hai là trên động cơ là hiện tại đã có hiện tượng là chuột vào cắn rồi này, đó thì anh em chụp lại toàn bộ cái phần chi tiết của cái chiếc khoang động cơ để mình có cái so sánh khi mình trước khi mình làm và sau khi mình làm đó, và mình đánh giá toàn bộ phần bề mặt trên, phần tản nhiệt bên trên này, nó xem nó có bị rách riết gì không, các bộ phận chi tiết có phần nào bị hỏng hay không, chuột cắn có đứt dây hay không. Đó. Tiếp tục đến là mình sẽ đánh giá cái bề mặt của cái lỉ thoát nhiệt trên này, nó sẽ có hai dạng. Ví dụ như dòng Mazda, anh em nhìn này, nó sẽ là cái phần ép giấy như này, thì tuyệt đối khi mình bắn không được bắn áp lực máy ở xe trực tiếp vào. Đó, nó sẽ bị rách, nó sẽ bị rách. Rất nhiều điểm anh em làm đã bị rách cái phần thoát nhiệt này rồi, thì là cực kỳ lưu ý nhá. Đó. Bây giờ mình kiểm tra xem là chuột có cắn đoạn nào không. Kiểm tra kỹ nhá, kiểm tra kỹ bề mặt. Đó. Bề mặt này khá là bẩn. Xe này thì 3 năm rồi bây giờ mới được làm. Xe này em đã làm trước, cách đây em làm trước đây tầm 3 năm rồi. Bây giờ em làm lại. Đó. Thì anh em nhìn nhé, không vấn đề gì rồi đúng không? Cái phần bộ chi điện này nhé, mình đóng lại, mình làm sau cùng. Mình làm sau cùng bộ chi điện này. Đó. Tiếp tục đến nhé, mình sẽ lổ máy. Mình lổ máy để mình kiểm tra xem là xe nó có tình trạng báo lỗi gì không. Tất cả những xe vào trước khi làm mình phải lổ máy trước, xem tiếng máy có rung giật không này, trên màn hình táp lô nó có báo lỗi gì không. Tránh những tình trạng là khi mình xe nó báo lỗi rồi mà mình làm xong mình mới phát hiện ra, tự nhiên mình lại thành chịu nhiệm cái vấn đề đấy. Thì mình phải hạn chế toàn bộ rủi ro. Lổ máy lên này, toàn bộ nếu mà nó có lỗi gì nó sẽ báo hết trên này luôn. Đó. Hiện tại xe này thì nó chỉ có báo là cái cà lê cả. Đây là chuẩn bị đến kỳ thay dầu hoặc là đến kỳ bảo dưỡng định kỳ. Nhưng con này là 9 vạn 2 thì lên 10 vạn là con này phải bảo dưỡng một cấp độ, thì con này đang báo bảo dưỡng, đến chuẩn bị đến kỳ bảo dưỡng. Tiếp tục đến mình kiểm tra điều hòa, xem điều hòa còn chạy hoạt động bình thường hay không, được chưa? Tiếp tục đến mình kiểm tra xi nhan hai đầu đó. Tiếp tục đến là còi, là xem còi có bị chết còi không, đèn pha đèn cốt mình kiểm tra có vấn đề gì không, gạt mưa. Anh em lưu ý nhá, dòng Mazda này nó rất hay bị lỗi gập gương, tại vì dòng Mazda này đa số dòng gập gương của Mazda nó rất là yếu. Thì khi mình rửa động cơ nó không liên quan gì đến phần gập gương cả, nhưng khi mình làm xong mà nó bị lỗi gập gương thì mình có cái để mình giải thích với khách hàng. Đây là những cái anh em phải thật sự bình tĩnh nhá, có những vấn đề mà khi xảy ra anh em phải thật sự bình tĩnh đã, mình hỏi trực tiếp các chuyên gia trong ngành xem là đối với dòng xe này thì cái vấn đề mình làm cái dịch vụ đấy nó có ảnh hưởng đến cái lỗi đấy không, thì mình phải kiểm tra. Tiếp tục đến là mình cho gập gương thử đi, xem gập gương có ok hay không, gập gương hai bên ok nhá, ra vào không vấn đề gì này, gập thử 2-3 lần xem vấn đề gì không. Đấy, bên này nhá, anh em để ý bên này này. Bên này gập gương nhá. Đây này. Bên này gập gương bên này nhá. Đang bị kém này, đúng chưa? Đấy, đấy nhá, anh em để ý nhá. Đấy, gập gương bên lái nhá. Tiếp tục đến là lên xuống bốn kính này. Nhiều con nó bị lỗi cả cả lên xuống kính nhá. Như ví dụ như dòng Mazda là rất hay bị lỗi kính sau, dòng Ford bán tải rất hay bị lỗi lên xuống kính, nó rất bị yếu đấy. Đấy thì mình phải để ý cái vấn đề đấy. Khi đã ok tất cả mọi vấn đề, mình xác nhận được lỗi trên xe rồi, mình tắt đi, quay vào mình làm. Khi mình rửa khoang động cơ, để ý lưu ý những cái phần nào mình cần tránh. Thì anh em lưu ý là có hai phương pháp để làm. Một là mình vệ sinh bằng hơi nước nóng. Hai là vệ sinh bằng nước lạnh. Vệ sinh nước nóng thì nó rất là đơn giản, thì vì lượng hơi nước nó rất là ít trên bề mặt thì mình vệ sinh nó rất là dễ. Thì đối với cái bề mặt của bộ chi điện như này thì khi rửa bằng nước lạnh thì mình nên để nguyên. Khi là mình làm xong, mình làm sau cùng. Được chưa? Tiếp tục đến, mình sẽ cần che chắn bộ phận nào. Thứ nhất, hộp cầu chì. Hộp cầu chì nằm ở vị trí nào mình phải nắm được. Đó. Hộp đen, hộp đen bắt buộc phải che chắn lại. Được chưa? Hộp đen, cổ hút gió động cơ. Mình cần phải che chắn lại. Ok.
Mình tránh nước nó vào cổ hút gió động cơ nó sẽ sộc vào bên trong nhé. Anh em về anh em có thể sử dụng những cái dụng cụ, những cái hóa chất mà bên em đang phân phối, hoặc có thể anh em sử dụng những cái sản phẩm khác của một số đơn vị khác làm. Thì thật ra cái nguyên lý làm việc anh em chỉ nắm được là cái hóa chất nào sử dụng công việc nào. Như đây em sẽ đang sử dụng 100% hóa chất nhập khẩu của châu Âu nhé, là hàng Automagic. Thì thứ nhất là nó mang cái tiêu chí, thứ nhất là an toàn cho người sử dụng, đấy, không ảnh hưởng đến môi trường. Cái thứ hai là nó tẩy rửa cực kỳ tốt để khi mình làm đối với cái thị trường xe Việt Nam mình, được chưa? Thì hiện tại em đây em đang sử dụng hai mã là 713 và mã tẩy 42 vệ sinh la răng, nó xử lý những iron sắt. Thì tại sao mình cần phải xử lý cái 42 này trên bề mặt khoang động cơ? Tại vì trên bề mặt khoang động cơ nó có rất nhiều cái chi tiết bị bám két bẩn lâu ngày, thì mình cần phải xử lý những cái vết bẩn két bẩn lâu ngày bằng cách mình giải quyết giống như cái tẩy la răng để mình làm. Thì khi làm thì em sẽ hướng dẫn anh em cách mình phòng tránh một số cái phần mình không làm tới, được chưa? Tiếp tục đến những cái dụng cụ để mình làm, nó sẽ có những cái bộ chổi cán dài để mình vệ sinh các cái chi tiết, những khe kẽ mà tay mình không đưa tới được, được chưa? Chổi la răng để làm gì? Chổi la răng dạng xù này để mình vệ sinh các cái chi tiết, cái khe kẽ. Bộ chổi nó sẽ có một bộ chổi sai chổi khác nhau để mình vệ sinh điểm to điểm nhỏ là khác nhau. Đó, thêm nữa là có những cái bộ chổi chuyên dụng như này để mình làm những cái phần lỉ nhá. Bộ phận phần lỉ. Còn đây là cái miếng vuốt động cơ. Miếng vuốt động cơ có tác dụng gì? Các cái ống cao su thì không thể là mình đưa các cái chổi. Tất nhiên mình vẫn làm được thôi, nhưng mà mình làm như nào để cho nó hiệu quả nhất và nó đẩy nhanh cái tiến độ công việc của mình nhất thì mình sẽ sử dụng cái miếng vuốt động cơ chuyên dụng để mình làm, được chưa? Tiếp tục đến là có những cái khăn, như khăn này để mình làm, khăn để mình lau này. Đó, ok, cái phần hóa chất dụng cụ đồ nghề đã xong. Bây giờ cái khâu chuẩn bị để mình làm phần bề mặt, cái những cái phần mình cần che chắn, cầu chì, hộp đen, cổ hút gió động cơ, những bộ phận cần che chắn ở dưới phần động cơ đã xong, được chưa? Tiếp tục đến bây giờ mình cần che phần bề mặt kính lái vào. Che kính lái để làm gì? Để khi mình làm hóa chất bám lên kính, mình làm lâu, làm chậm, hoặc nhiều khi cái nhiệt độ ngoài trời nó nóng thì mình sẽ không bị cháy bề mặt hóa chất vào, cháy bề kính nhá. Anh em cho gạt mưa lên này, hạ hết xuống này, được chưa? Này, bề mặt kính lái đã xong, mà cản trước như này thì mình cũng cần phải che lại để làm gì? Để khi mình có mặc những quần nó có thắt lưng ra, hoặc anh em khi anh em làm dây súng hoặc đồ dùng nó vào, nó không bị xước sát cái bề mặt của người ta. Tất cả những cái phần che chắn để làm khoang động cơ đã xong. Bây giờ mình quay vào mình tiến hành mình vệ sinh khoang động cơ. Thì quy trình làm mình sẽ làm từ đâu? Làm phần khoang động cơ hoặc làm bất kể cái phần gì mình đều có quy trình làm hết. Làm động cơ mình sẽ làm từ trên xuống dưới, được chưa? Từ trên xuống dưới. Làm đến đâu mình gói gọn đến đấy luôn.